100 hộ dân lo mất nhà chung cư Mường Thành, ông Quý, chú căn hộ 204, tổ hợp khách sạn Mường Thành và căn hộ cao cấp Sơn Trà thành phố Đà Nẵng kể, hàng trăm cư dân và bản thân ông rất hoang mang trước thông tin chính quyền thành phố quyết định thực hiện cưỡng chế công trình sai phạm của Mường Thành, ông Quý bày tỏ, đã hai năm nay cư dân ở đây sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mất chỗ ở, Tết năm ngoái, mọi người không dám sắm đồ đạc, không trang trí nhà cửa vì sợ bị cưỡng chế, năm nay vẫn vậy, đến cuối năm thì nhận được thông báo cưỡng chế, bà Đào Thị Mỹ Hạnh chú căn hộ 210, cho biết, người dân không phản đối việc cưỡng chế của thành phố nhưng chỉ chấp hành khi quyền lợi được giải quyết thỏa đáng. Trước đó ngày 11 tháng 12, tại phiên thảo luận của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Tùng Lâm thông tin, trong năm nay sẽ hoàn thành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tháo rỡ công trình sai phép tại tổ hợp khách sạn Mường Thành. Các công tác chuẩn bị phục vụ tháo rỡ hoàn thành trong tháng 1 năm 2020 do quận Ngũ Hành Sơn chủ trì. Việc tháo rỡ chính thức triển khai từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2020 theo biện pháp tháo rỡ của tư vấn đề xuất để đảm bảo an toàn, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã gửi thông báo tới chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà cũng như tổ chức cá nhân liên quan phải chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi căn hộ vi phạm. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức cá nhân có liên quan đang sử dụng các căn hộ tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 của khối trung cư phải di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi các căn hộ vi phạm để lực lượng cưỡng chế tháo rỡ công trình vi phạm. Thời gian di rời từ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2019 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020. Sau thời hạn này, nếu không chấp hành, Ủy ban nhân dân quận sẽ cưỡng chế theo quy định. Từ ngày 12 tháng 1 năm 2020 sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại các tầng căn hộ vi phạm. Từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 sẽ tổ chức cưỡng chế tháo rỡ các hạng mục công trình vi phạm tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41. 42 và 2 tầng kỹ thuật. Tầng mái, các căn hộ bị cưỡng chế, di rời sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm với mức 5 triệu đồng một tháng trong 4 tháng, hỗ trợ tiền di chuyển tài sản với mức 5 triệu đồng một căn hộ cho hai lần di chuyển. Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư vốn là không gian công cộng, bãi giữ xe thành 104 căn hộ. Tháng 8 năm 2018 các cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn phát hiện thêm doanh nghiệp này xây dựng trái phép nhiều hạng mục ở tầm 25, 35, 41, 42, tất cả đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng.